60. Chúc mừng chị Quang Thị Dân. Quang Thị Dân hay Quang Thị Dân? Vâng, chúng ta đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng đặc biệt ngày hôm nay và xin trân trọng kính mời ban tổ chức sẽ xác nhận trước khi, bởi vì chúng ta đảm bảo khoa học nhất. Vâng ạ, chị có thể đọc lại số điện thoại, giới thiệu tên, đọc lại số điện thoại. Xin mời chị. Em tên là Quang Thị Dân ạ. Năm nay em 28 tuổi. Số điện thoại là 0961. Vâng, chính xác ạ. Xin chúc mừng chị. Vâng, quý vị thân mến, xin mời chị nghe. Vâng, xin chúc mừng chị. Chị rất xứng đáng, vâng ạ. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị. Vâng, quý vị thân mến, với giải đặc biệt này, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lộc sẽ là ông Lộc là giám đốc của chủ cửa hàng điện thoại Phát Lộc Mobile sẽ dành tặng món quà ý nghĩa này dành tặng cho chị trong buổi tối nay. Trân trọng kính mời ông. Vâng, xin mời những tràng pháo tay của quý vị dành chúc mừng cho chị Dân và xin được trân trọng cảm ơn đại diện nhãn hiệu Vivo Smartphone, trân trọng cảm ơn đại diện của cửa hàng điện thoại Phát Lộc Mobile đã có một chương trình thật ý nghĩa và xin chúc mừng chị, xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy chương trình ngày hôm nay đã cùng diễn ra thành công tốt đẹp.